Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thuộc tính của đường tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn đối tượng hình tròn mà chúng ta sẽ căn cứ ở phía trên đây. Đây là thanh thuộc tính của hình tròn. Chúng ta chọn file thì chúng ta sẽ ra một hình tròn. Nó có các đường ngay đây và chúng ta sẽ một nửa vòng tròn. Và ở đây chúng ta có các thuộc tính. Ở đây sẽ là góc 0 độ. Và chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển lên đây. Ở vị trí này là 270. Ví dụ tôi chỉ muốn vẽ phân nửa đường tròn phía trên thì tôi sẽ để là 180 độ. Nếu tôi muốn để phân nửa ở đây, chúng ta sẽ vẽ là 90 độ. Bây giờ tôi để lại theo số của 270. Bây giờ nếu như tôi chỉ muốn lấy cái phần 1/4 hình tròn ngay chỗ này một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Change Direction. Khi chúng ta chọn công cụ này thì chúng ta sẽ nghịch đảo vùng tròn lại. Các bạn thấy, bây giờ ví dụ tôi cho này lên 280, chúng ta này. Tiếp tục, nếu như tôi không muốn có những cái đường ngay đây mà tôi chỉ muốn một đường cong thì chúng ta sẽ chọn tiếp tục ở bên đường arc. Thì thuộc tính góc của đối tượng này vẫn tương tự. Chúng ta chọn tham số và chúng ta bấm Enter là được. Và là chúng ta đã biết cách vẽ đường cong, vẽ một phân, vẽ đường tròn nối lại với nhau như thế này. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về thuộc cách biến đổi đối tượng hình tròn. Để biến đổi đối tượng hình tròn thì chúng ta sẽ dùng lệnh Convert to Curves. Nhấn chuột phải Convert to Curves, bấm Ctrl Q hoặc là ở phía trên đây. Vậy chúng ta biến đổi hình tròn dùng để làm gì? Chúng ta biến đổi hình tròn để tạo ra các đối tượng theo ý muốn của chúng ta. Ở đây tôi sẽ chọn cái điểm mà tôi kéo lên như bạn thấy. Chúng ta có thể tạo ra một đối tượng tự do từ hình tròn một cách nhanh gọn lẹ và không cần chúng ta phải vẽ nhiều. Chúng ta có thể vẽ như thế này, các bạn thấy ha. Và tôi cũng sẽ làm một bài viết hướng dẫn ví dụ để cho chúng ta cách áp dụng lệnh Convert to Curve cho hình tròn. Và các bạn nhớ là chúng ta có thể di chuyển đối tượng theo tùy ý chúng ta. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với tôi qua địa chỉ corel@trungtambinhoc.moodle.vn. Và các bạn đừng quên like fanpage Học Google Cộng để cập nhật những bài học mới nhất từ tôi. Xin chào và cảm ơn các bạn.